Xin chào các bạn, hôm nay là mình sẽ review cái dòng máy Dell Rejection 7510 à, Dell Rejection 7510 ha. Thì đối với dòng máy này là đang được trang bị là chip Core i7 6820HQ, thì xung nhịp của nó đang là 27GHz và 8 CPU 4x8 luồng. Thì hiện tại chúng ta nhìn thấy là đối với dòng máy thế hệ thứ 6 này á, đây là Core i7 thế hệ thứ 6 thì đang được gắn RAM là 16GB, hai thanh, mỗi thanh là 8GB. Bus là 2133. Và hiện tại đối với dòng máy này thì nó có lên tới là 4 vị trí gắn RAM. Chúng ta nhìn thấy là kinh A, B, C, D, là có nghĩa là chúng ta có thể gắn được tối đa là 4 khe RAM. Và tối đa về dung lượng RAM có thể lên tới up to lên tới 64GB RAM ha. Thì đây các bạn có thể lên được là 16 lên được, trên đó là tối đa là 64GB RAM. Và đối với dòng máy này á thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta nó sẽ có hai vị trí gắn ổ cứng. Đây. Xuống này. Đây, ổ cứng nè. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy nè. Chúng ta có thể gắn được ổ cứng là cái chuẩn là chuẩn M2 SATA nè. Chuẩn M2 SATA. Đó. Thì ở đây các bạn có thể gắn được thêm ổ cứng là M2 SATA. Rồi hoặc là chúng ta có thể gắn được thêm là ổ cứng chuẩn 2.5. Thì hiện tại là mình đang trang bị là ổ cứng là M2 SATA là thì nó đang trang bị là 128GB và ổ cứng cơ là 500GB. Và độ phân giải màn hình thì kích thước màn hình của máy này hiện tại đang là 15.6 inch, và độ phân giải là độ phân giải truyền thống đang là Full HD 1920x1080. Thì đối với độ phân giải này thì được có thể là những bạn về chuyên về đồ họa, chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể xử lý ảnh và đáp ứng được nhu cầu công việc chúng ta. Và máy này hiện tại đang chạy là card rời. Thì card rời đây là đang chạy là Quadro ha, M1000M. Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ lên máy, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Như giờ trước tiên á, bây giờ mình sẽ review xung quanh để mời các bạn xem. Đây, chúng ta nhìn thấy nè, đối với dòng máy là thế hệ thứ 6 đây rồi. Thì đằng trước này á, nó được tiền nhiệm là giống như là một cái máy của M4008, M4006, M4007, M4008. Mẫu này thì chúng ta nhìn thấy nó sẽ là được thon và gọn hơn, và có thể nhẹ hơn khoảng 1kg. Thì đối với dòng máy này hiện tại chúng ta nhìn thấy nó nặng khoảng chừng 2.9kg, tương đương 2.9kg. Rồi, về bên hông nè. Bên hông chúng ta nhìn thấy, nếu như mà thì nhìn về hướng về máy á, bên hông về phía bên tay trái thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là sẽ có một cái cổng gọi là HDMI, chúng ta để xuất màn hình, và cổng thu bút và cổng là USB 3.0 ha. Rồi. Tiếp tục nữa, chúng ta nhìn về review bên phía bên tay phải. Tay phải đây thì chúng ta nhìn thấy nè, nó sẽ cũng có vị trí gắn về thẻ nhớ nè, và cái chuẩn thẻ nhớ này gọi là thẻ nhớ là SD ha. Và cổng tiếp theo là cổng audio USB, nó tới vị trí là gắn tới là chúng ta nhìn thấy nó đang là ba cổng USB 3.0 ha. Đây là cái vị trí về khóa, về nguồn. Rồi phía đằng sau ở đây á, dòng máy này chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có là chạy về card rời, card đồ họa hạng nặng, Quattro M1000M. Thì đây chúng ta nhìn thấy là sẽ có hai cái vị trí gắn về cái khe thổi thông gió của thổi thông gió này để làm cho nó máy nó mát hơn. Đó. Thì tiếp tục nữa là vẫn còn một cái cổng truyền thống đó chính là cổng len đang được trang bị là 1GB. Rồi, đây là vị trí về rắc nguồn và logo về Dell đây. Đây là vân Dell, chúng ta nhìn thấy là vân hợp kim, vỏ hợp kim là carbon. Rất là chắc chắn. Rồi bản lề thiết kế thì chúng ta nhìn thấy nè, nó đang được thiết kế là dạng như là bản lề chuyên về như là gục tay sành, khi chúng ta có thể là gập lên gập xuống này. Nó thích hợp về môi trường chúng ta làm về đi ra ngoài, hoặc là chúng ta ở những nơi công trường, hoặc là chúng ta làm về bên xây dựng, rất là phù hợp đối với các bạn. Các bạn nhìn thấy đây, nhìn bản lề rất là chắc.
Còn bàn phím, bàn phím thì hiện tại đây là đang có bàn phím về LED. Cái đời của thằng đời thứ sáu này rồi đó, thì bàn phím nó sẽ thiết kế là sẽ là gần như chúng ta nhìn thấy là nó hiện đại hơn, nó bấm cảm giác là nó độ lún đi, nó cảm giác là rất là sướng, rất là thoải mái. Và khi đó chúng ta nhìn thấy phím này là cái độ cao của phím nó cũng phải vừa tầm thôi, vừa phải thôi. Nhưng mà còn về cái truyền thống của phím là gọi là chất bon, thì đối với về như là cái này một số anh em đồ họa hoặc là một số người dùng người ta vẫn thích cái này, nhưng đối với mình có thể là mình không xài, mình không phù hợp với mình. Đó là về cái cảm nghĩ của mình. Rồi về chuột, chuột thì chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có hai chuột trên nè, đó, chuột giữa nè và hai chuột dưới đó. Đây bây giờ mình sẽ review máy, mình mở máy lên. Mở máy lên thì chúng ta nhìn thấy nè, trên về máy thì trước tiên mình sẽ vào trong DXDAG. Thì đây mình xem về cấu hình của máy. Đây cấu hình của máy, đây chúng ta nhìn thấy cái loa, loa thấy là khủng khiếp không đó. Thì đối với dòng máy này á, loa thấy là rất là lớn, nhưng mà nếu mà xét về của mình, theo mình đánh giá thì có thể là độ trong trẻo á, thì chưa được trong trẻo lắm. So với dòng M Dell Registration M318 thì loa 318 vẫn hơn so với dòng Dell 750, nhưng mà có thể nghe âm thanh chúng ta nghe có thể là thấy rất là lớn. Bây giờ mình mở thử cho các bạn xem nha, dòng máy của mình nè, đó M318 á. Một dòng máy là được bọc nhôm nguyên khối luôn, nguyên khối. Đấy, đây là chúng ta nhìn thấy rồi, cái tiếng của Dell Registration này cái tiếng cực kỳ lớn nha, nên chúng ta sử dụng nó chúng ta nghe nhạc cũng thoải mái. Đây dòng này dòng về doanh nhân. Rồi đây model, đây Dell Registration 7510, trang bị là CPU 6820HQ 2GB, RAM 16GB và hiện tại đang chạy được hai card. Một card thứ nhất là card Vega Graphics 530. Thì đối với card đồ họa và Graphics 530 này á, là card CPU onboard. Và card thứ hai là đang được chạy là NVIDIA Quadro M1000M. Thì đối với card này chúng ta nhìn thấy thôi, hiện tại mình đang cho xe lên là card này đang là 2GB và xe lên là 8GB. Thấy chưa? Thì tổng cộng của nó lên tới là 10GB. Thì hiện tại RAM mình đang kết nối vô á là 16GB RAM. Thì các bạn có thể lên tới đối với dòng về như máy về workstation mà dưới 20 triệu như thế này mà RAM 16GB và CPU mang CPU thế hệ thứ 6, 8 CPU thì chắc chắn chúng ta nhìn thấy thôi, đó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những bạn về xử lý về những đồ họa hạng nặng trong về xây dựng. Rồi trên đây chúng ta nhìn thấy nè, đối với dòng này thì có thể là nó cũng còn về một số cái là chúng ta nhìn thấy cũng còn theo mình đánh giá là có thể là mỏng hơn so với M4008. Nhưng mà nếu như thông thường so với dòng thông thường thì nó cũng có vẻ là hơi dày một xíu. Thì hiển nhiên rồi. Giờ lý do là cái máy này là máy về chuyên về đồ họa mà, thì chắc chắn nó phải dày. Thì giờ trước tiên là chúng ta nhìn thấy coi, ở đây á mình sẽ mở cái full mắt lên. Và cái thứ hai là mình mở phần test nhiệt độ của máy, đó chính là phần mềm HW Monitor. Thì phần mềm này cho phép chúng ta là thấy là chúng ta xem được nhiệt độ của máy, nhiệt độ của CPU nó có ổn định hay không. Thì đầu tiên là mình sẽ xem về nhiệt độ CPU nè. Thông thường đang chạy nè, nó khoảng chừng 42 độ C. Đó, 42 độ C là max. Nhưng mà nếu như chúng ta ép lên đây là mình đang cho ép lên tới là 100% của CPU luôn. Đó, CPU chạy 100% nè. Thì chắc chắn chúng ta nhìn thấy nhiệt độ của CPU nó sẽ lên nè. Thấy chưa? Thì nhiệt độ lên cái khoảng chừng là 75 độ C thì cũng gọi là tương đối là mát. Lý do dòng này là dòng workstation. Rồi, trên GPU thì chúng ta nhìn thấy đây. Ở đây mình sẽ test GPU. Do máy mình đó là máy này là đang được trang bị là màn hình Full HD nên mình sẽ chọn là Full HD. Thì Full HD thì chúng ta nhìn thấy đây. Ở trên đây á, khi mà vô GPU test nè. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là nhiệt độ của CPU này nó khoảng chừng là GPU chứ. Đó. Thì hiện tại đang là 48 độ C. Rồi nhảy lên 62 độ C. Rồi tiếp tục nữa chúng ta nhìn thấy đây. Trên đây kìa.
cái card của mình đang test nè, đang là render Quadro M1000 nè ha. Thì đối với nhiệt độ như này được coi là nhiệt độ là khá là mát, tại lý do CPU là đang chạy là 8 CPU, dòng 8 CPU của dòng HQ, thì đối với dòng CPU này tương đối là nóng. Màn hình thì độ phân giải là màn hình IPS 1080 ha. Khi chúng ta vẽ thì nếu như chúng ta vẽ về như là có những cái đồ họa nặng đi, hoặc là về hình ảnh, thì đối với về một cái máy trang bị như thế này thì hình ảnh nó đưa ra gọi là hình ảnh trung thực. Ví dụ mình để nghiêng như thế này đi, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được cái hình ảnh này, thực tế của nó nè, rất là sắc nét. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ review ở bên trong, coi ở trong coi khả năng nâng cấp được tới đâu, coi tháo ra được có dễ dàng hay không. Thì đây là mời các bạn xem ha. Thì trước tiên mình sẽ tắt về máy trước. Và khi tắt về máy rồi thì mời chúng ta xem. Chúng ta xem coi là cái máy này của mình là coi khả năng nâng cấp nó dễ dàng hay không. Thì đối với dòng workstation, nhưng mà khả năng nâng cấp có thể là, chúng ta tháo đi, có thể là tương đối là dễ ha, không khó ha. Đây, mời chúng ta xem đây. Thì đây hiện tại là mình sẽ đặt cái máy này ra. Đó, đặt máy ra. Và đây là mình sẽ, đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, đối với dòng máy này thì tháo pin ra thì chúng ta nhìn thấy chỉ cần gạt qua cái nút bên hông này thôi. Chúng ta gạt qua nè, thấy không? Thì lúc đó là sao? Chúng ta đã tháo được cái nắp rồi. Cũng khá là đơn giản, khá là dễ ha. Rồi, vị trí tiếp theo chúng ta thấy vị pin đâu? Thì pin chúng ta chỉ cần gạt tiếp tục nè. Đây là mở nắp nè, rồi mở pin nè. Mở pin chúng ta thấy không? Mở gạt thêm nắp nữa. Thì đây là chúng ta đã tháo được cục pin. Đó, thì đây là cục pin của mình. Được chưa? Pin. Thì pin đang được rằng là 91W. Cũng pin là pin chính hãng của Dell, cũng xài cũng khá là bền. Rồi mình bỏ ra. Tiếp tục, nó là vị trí về gắn về ổ SSD. SSD thì các bạn sẽ nhìn thấy nè. Thì đối với dòng máy này nó sẽ được trang bị là hai vị trí gắn SSD mà chúng ta thấy là hài lòng. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ tháo cái nắp này ra để cái cách khả năng nâng cấp về RAM. Rồi, đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, mình chỉ cần tháo hai ngóc thôi và lúc đó chúng ta sẽ thấy mở ra rất là dễ dàng. Được chưa? Rồi, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây. Ở đây trong cái máy là máy workstation, nhưng mà tháo là chỉ có hai ngóc thôi. Cũng khá là dễ. Và đây là sẽ có là hai khe cắm RAM, một khe, hai khe. Và tiếp tục lật ngược dưới bàn phím, nó sẽ có hai khe nằm chồng lên nhau. Đó. Và hai vị trí gắn về fan của tản nhiệt. Thì một cái là dành cho là chúng ta nhìn thấy ngay chỗ này là vị trí về CPU, và một vị trí tiếp theo là nó sẽ là GPU. Và đây là sẽ là card Wi-Fi. Card Wi-Fi ha, chuẩn này gọi là chuẩn đời mới, chuẩn AC, khá là tốt. Thì nếu như các bạn nào mà xài về 4G, ví dụ chúng ta xài 4G á, mà trên cái máy này mang tính chất di động á, thì các bạn có thể gắn được SIM 4G trên đây. Thì muốn gắn được SIM 4G, xài 4G thì chúng ta có thể gắn trên đây nè. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy đây, hiện tại nè, đây là pin BIOS, ổ cứng đây. Ổ cứng này gọi là ổ cứng chuẩn 2.5. Chuẩn 2.5 ha. Thì có thể chúng ta gắn được ổ cơ hoặc là ổ cứng SSD, tùy theo chúng ta. Và ổ cứng thêm ổ cứng thứ hai là ổ cứng chuẩn M2 SATA. Đây, M2 SATA đây. Thì đây mình sẽ tháo ra, mời các bạn xem. Đó. Thì một phần nào đó để cho các bạn là cái cách nâng cấp ổ cứng thì nó cũng khá là dễ thôi. Chúng ta thấy đây, thấy chưa? Đây là cái ổ cứng. Đó, ổ cứng chuẩn, ổ cứng là chuẩn là M2 SATA ha. Vị trí gắn về ổ cứng đây, chuẩn M2 SATA. Rồi chúng ta gắn vô, gắn vô lại nè. Đó, và chúng ta sẽ vặn ốc này vô, vặn ốc vô trong cái máy để vị trí nó định vị lại. Rồi, đây, tiếp tục đây. Đó, đây, đây, ở đây chúng ta nhìn thấy ha, bốn vị trí gắn về RAM, 1, 2 và hai cái nằm trên trước. Tối đa phép cho phép chúng ta gắn được tới là 64GB. Một máy resistor, một máy về như là máy, thay vì chúng ta phải xài một cái máy bàn
chúng ta để xử lý về công việc chúng ta. Nhưng mà đối với về như là máy reduction này nè, hay gọi là dòng cuộc tê sạch, thì đây là chúng ta có thể trang bị mà nó có thể là phù hợp với những cái tính mang tính chất công việc được coi là đồ họa hạng nặng này. Và với mức giá của máy này á, thì chúng ta nhìn thấy là nó được chưa trang bị là cái giá tiền rất là, cái giá tiền của máy này cũng khá là tốt, nó khoảng dưới 20 triệu, dưới 20 triệu ha. Rồi thì đây là mình sẽ đóng nắp lại đó, đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra nè, mở ngược lên. Rồi đây mình sẽ rung cái phần là Dell Reaction M, Dell Reaction 7510 ha. Thì ngoài ra một số cái về như là mình đưa ra về tính năng nổi trội của cái máy, khả năng về độ bền, độ cứng cáp đó, xử lý về mạnh mẽ, giá tiền lại phù hợp, nó khoảng dưới 20 triệu trên đây. Thì mong rằng cái máy này có thể là phục vụ công việc của các bạn, nó cũng khá là tốt. Bây giờ chúng ta nhìn thấy một số cái chúng ta bỏ ra tới 20 triệu, nhưng mà có thể là nhận một số máy là xử lý không có được như mong muốn. Thì mình review sơ về dòng máy như thế này. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Đối dòng này được có là license trên đây luôn đó, Windows bản quyền license. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo ạ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.